để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ tới miền Trung một cách nhanh chóng, hiệu quả, đúng đối tượng và mục đích. Sáng nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã công bố đường dây nóng tiếp nhận hàng hóa. Ngành đường sắt sẽ tiếp nhận hàng hóa cứu trợ và vận chuyển miễn phí số hàng hóa này tới miền Trung ở các ga Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế trên các chuyến tàu chạy từ nay đến hết tháng 10. Riêng hàng chuyển từ miền Nam tiếp nhận đến hết ngày 15 tháng 11. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu vận chuyển hàng cứu trợ liên hệ với đường dây nóng vận chuyển hàng từ Hà Nội 0906 143 887 hoặc 0903 393 856. Vận chuyển hàng từ thành phố Hồ Chí Minh số điện thoại 0977 563 665 hoặc 028 391 40850. Sáng nay, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thêm một thi thể công nhân ở khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Thi thể sẽ được đưa về bệnh viện Quân y 268 ở thành phố Huế để giám định ADN, xác định danh tính. Cho đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 trên 17 thi thể công nhân mất tích ở khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Cũng trong sáng nay, lực lượng công binh quân khu 4 phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế cho nổ mìn tảng đá lớn nằm chắn trên đường 71. Sau khi phá tảng đá, lực lượng cứu hộ sẽ đưa các phương tiện cơ giới lên thủy điện Rào Trăng 3 để thực hiện việc tìm kiếm các nạn nhân. Tối qua 22 tháng 10, máy bay trực thăng EC-225 số hiệu VN-8619 đã đưa hai quân nhân từ đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hai quân nhân được đưa về bệnh viện Quân y 175 để cấp cứu điều trị chuyên sâu. Hai quân nhân đều bị tai nạn trong khi lao động vào ngày 21 tháng 10 và được cấp cứu tại bệnh viện xã đảo Sinh Tồn nhưng diễn tiến nặng. Sau khi hội chẩn qua điện thoại giữa Viện Y học Hải quân và bệnh xá của đảo Sinh Tồn, các y bác sĩ nhận định cần phải chuyển vào đất liền điều trị để đảm bảo an toàn, hiệu quả. Hiện đã được các bác sĩ tổ chức hội chẩn nhanh, triển khai hàng loạt xét nghiệm cận lâm sàng để đưa ra hướng điều trị thích hợp. Một xe tải hỏng lốp đang dừng trên đường thì bị xe khách tông vào phía sau, hậu quả khiến một người chết và 14 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng hôm nay tại km 857+500 quốc lộ 1 qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi xe khách đang chạy theo hướng bắc nam đến vị trí nói trên đã đâm vào xe tải đang sửa chữa bên đường. Trong số 14 người trên xe khách bị thương, có 3 người được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, 1 người vào Đà Nẵng. Số còn lại được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc sơ cứu điều trị. Các nạn nhân chủ yếu bị đa chấn thương vùng mặt và gãy xương chính mũi. Chi cục Thủy sản Hà Nội phối hợp với chương trình bảo tồn rùa châu Á vừa bẫy bắt thành công một con rùa hoàn kiếm ở hồ Đồng Mô, Hà Nội. Bẫy bắt rùa hoàn kiếm là một phần trong kế hoạch bảo tồn rùa hoàn kiếm của thành phố Hà Nội. Kế hoạch này nhằm ngăn chặn sự suy giảm và từng bước phục hồi, cải thiện về số lượng rùa hoàn kiếm trên địa bàn Hà Nội. Rùa hoàn kiếm là loài rùa quý hiếm nhất thế giới. Đến nay thế giới chỉ còn 4 con, gồm 3 con ở Việt Nam, 2 con ở Đồng Mô và 1 con ở Hồ Xuân Khanh. Một con là giới tính đực đang sống ở vườn thú Tô Châu, Trung Quốc. Vào năm 2018, rùa cái ở Trung Quốc chết, khiến hy vọng khôi phục quần thể rùa quý hiếm nhất thế giới trở nên mờ mịt hơn. Hồ Đồng Mô là địa điểm ghi nhận rùa hoàn kiếm hoang dã đầu tiên trên thế giới vào năm 2007. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2020-2021. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 giữ ổn định về cơ bản như năm 2020. Học sinh lớp 12 các trường phổ thông sẽ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 5 bài thi gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học, khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Thí sinh đăng ký một trong 2 bài thi tổ hợp và dự thi trong 2 ngày. Bộ cũng chỉ đạo chuẩn bị ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa đủ lớn phục vụ ra đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời từng bước chuẩn bị các điều kiện để hướng tới có thể tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính tại những nơi có đủ điều kiện. Tối ngày hôm qua 22 tháng 10, trong khuôn khổ triển lãm Hội nghị Thế giới số 2020 ITU, Hội nghị Bộ trưởng các nước ITU đã tiến hành phiên trao đổi bàn tròn thứ hai. Các đại biểu đã khẳng định sức mạnh của công nghệ thông tin truyền thông ICT, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm nhằm giúp người dân vượt qua COVID-19, thu hẹp khoảng cách số để không ai bị bỏ lại phía sau. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh ICT đã phát huy hiệu quả của mình trong đại dịch COVID-19 bằng cách kích hoạt làm việc và học tập từ xa và có vai trò thiết yếu giúp phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội trong một trật tự bình thường mới. ICT đã trở thành hạ tầng kinh tế, không chỉ đơn thuần là hạ tầng viễn thông.
Đồng quan điểm này, Tổng thư ký ITU Jahuli cho biết COVID-19 chính là cú hích để phát triển sức mạnh số, chiến lược số quốc gia. Tuy nhiên, chính phủ cần thúc đẩy những hoạt động kinh doanh trực tuyến bằng cách đưa ra các chính sách nhằm thu hút đầu tư và khuyến khích cho các nhà mạng, các nhà sản xuất. Quan điểm này cũng được Bộ trưởng 50 nước tham gia chia sẻ. Trước đó, trong 2 ngày làm việc, các phiên thảo luận tại Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2020 đã tập trung sâu vào lĩnh vực điện toán đám mây, AI, 5G, các công nghệ mới nổi khác. Những công nghệ này cần được triển khai và cần được sự hỗ trợ của chính phủ và các cơ quan quản lý có liên quan ở mỗi quốc gia. Thưa quý vị, dịch COVID-19 đã khiến các doanh nghiệp thay đổi mạnh mẽ về cách thức hoạt động cả trong ngắn hạn và dài hạn. Theo khảo sát của cộng đồng nghề nghiệp Alphabet được công bố tại Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2020, từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, hiện có 40% doanh nghiệp Việt Nam đã phải cắt giảm hơn 50% lao động. Cùng với việc cắt giảm, doanh nghiệp đang chuyển đổi theo 6 xu hướng, đó là làm việc từ xa, thay đổi yêu cầu về công việc và nhân lực, tái cấu trúc theo hướng phẳng và gọn, đẩy nhanh chuyển đổi, học tập trực tuyến và đẩy mạnh phát triển thị trường mới. Khảo sát được đưa ra trên 559 doanh nghiệp thuộc 20 ngành nghề. Trong cuộc khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2020, Vinamilk tiếp tục giữ vị trí số 1. Nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức khai mạc hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 22 cho đến ngày 26 tháng 10, thu hút hơn 120 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia trưng bày kết nối giao thương, giới thiệu các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, đảm bảo chất lượng, khuyến mại giảm giá từ 20 cho đến 30% sản phẩm đồ điện tử, đồ dùng thiết yếu, thực phẩm, nông sản, đặc sản vùng miền, gạo sạch an toàn từ cánh đồng đến bàn ăn, sản phẩm ô cốp, thời trang, dệt may và các sản phẩm có thế mạnh của các doanh nghiệp địa phương thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh như là Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Thái Bình, Nam Định, Điện Biên, Lào Cai. Hội chợ được diễn ra từ nay cho đến ngày 26 tháng 10. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay cơn bão số 8, tên gọi quốc tế là Shadow, sẽ đi chậm theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 5 cho đến 10 km mỗi giờ. Đến 4 giờ sáng ngày mai 24 tháng 10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió mạnh nhất giảm còn 115 km mỗi giờ, cấp 11, giật cấp 13. Dự báo bão vào miền Trung và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi áp sát đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Trị. Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy trong 2 ngày tới, do tác động của không khí lạnh, bão số 8 sẽ không đi lên phía Bắc, mà theo hướng Tây đi nhanh hơn khoảng 10 cho đến 15 km mỗi giờ. Đến 4 giờ sáng ngày 25 tháng 10, tâm bão cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị khoảng 240 km về phía Đông. Sức gió tiếp tục giảm còn 90 km mỗi giờ, cấp 9, giật tăng 2 cấp. Đến đêm ngày 25 tháng 10, bão số 8 sẽ áp sát đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, Bắc Biển Đông gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, mưa bão, gió mạnh cấp 10 đến 11, sau tăng lên cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội.